với khả năng chiến đấu thượng hạng cùng kinh nghiệm tác chiến phong phú. Các đơn vị này là tập hợp của nhiều cá nhân từ khắp nơi trên thế giới và lấy tiền làm lẽ sống. Dù công khai hay bí mật, họ luôn có mặt trên bất kỳ chiến trường ác liệt nào. Điều này đã đánh dấu sự xuất hiện của một loại hình quân đội mới. Đó là các tổ chức lính đánh thuê chuyên nghiệp. Với lịch sử lâu đời và cũng là một trong những lực lượng lính đánh thuê lớn nhất trên thế giới. Những chiến binh của lực lượng này nổi tiếng với sự dũng cảm, trang bị tốt cùng khả năng chiến đấu hiệu quả. Đó là những gì được mô tả về lực lượng lính đánh thuê Wagner, một trong những tổ chức lính đánh thuê tư nhân, đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người khi tham gia tích cực trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Vậy tổ chức lính đánh thuê này đã ra đời khi nào và hoạt động ra sao? Họ đã và đang làm gì cùng với quân đội Nga tại chiến trường Ukraine? Nếu bạn vẫn đang chưa biết tìm câu trả lời ở đâu, thì video gần 10 phút ngày hôm nay của Khí tài quân sự chính xác là những gì bạn đang tìm kiếm. Lính đánh thuê là gì? Trước tiên chúng ta phải hiểu ý nghĩa của cụm từ lính đánh thuê, cũng như những người lính này họ là ai và họ phục vụ cho điều gì. Lính đánh thuê hay mercenary theo tiếng Latin có nghĩa là tiền công hoặc lệ phí. Do đó, theo nghĩa đen, có thể hiểu lính đánh thuê là những người lính chiến đấu vì tiền, tuy nhiên họ khác với những người lính thông thường, cũng được trả lương và thưởng sau mỗi trận chiến. Theo đó, khái niệm lính đánh thuê theo Công ước Geneva, một người chỉ bị xem là lính đánh thuê khi hội tụ đầy đủ 3 yếu tố. Thứ nhất, đang không phải là thành viên thường trực của lực lượng vũ trang tại quốc gia mà họ đang phục vụ, mà chỉ được tuyển chọn để tham gia một chiến dịch đặc biệt. Thứ hai, tham gia vì mục đích cá nhân và được trả công hơn gấp nhiều lần quân đội trực thuộc. Thứ ba, cũng là cuối cùng, không thuộc quốc tịch của các quốc gia đang xung đột trực tiếp hoặc không nằm trong vùng lãnh thổ bị kiểm soát bởi các quốc gia đang xung đột trong cuộc chiến đó. Năm 1989, Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết cấm sử dụng lính đánh thuê, tuy nhiên chỉ có 30 quốc gia đã ký và thông qua. Những nước còn lại từ chối ký, được cho là do những lợi ích lớn trong việc sử dụng lính đánh thuê trong chiến tranh. Để tránh gọi là những người chiến đấu cho mình là lính đánh thuê, các quốc gia thường sử dụng các khái niệm khác nhau như lực lượng quân sự tư nhân, quân đoàn quốc tế hoặc tình nguyện viên. Wagner Group ra đời như thế nào? Tập đoàn Wagner được mô tả là một công ty quân sự tư nhân, nhưng khó biết được toàn bộ phạm vi và hoạt động của tập đoàn này. Tập đoàn quân sự tư nhân này được tỷ phú người Nga Yevgeny Prigozhin thành lập năm 2014 với khoảng 8.000 lính đánh thuê. Hầu hết trong số này được cho là những cựu quân nhân được đào tạo bài bản. Wagner cung cấp nhiều dịch vụ từ huấn luyện an ninh, tư vấn chính trị và quân sự, thu thập thông tin tình báo hoặc tham gia các hoạt động gây ảnh hưởng đến hoạt động chiến đấu. Còn theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Wagner không phải là một công ty quân sự tư nhân đơn thuần, mà là một hệ thống chuyên cung cấp từ dịch vụ hỗ trợ an ninh, cố vấn quân sự cho đến lính đánh thuê. Wagner được cho là hiện đang hoạt động tại 30 quốc gia và có 2 trung tâm huấn luyện tại Nga. Trong nhiều năm, Wagner bị nghi tham gia vào các hoạt động quân sự của Nga ở châu Phi và Trung Đông, nhưng Moscow luôn phủ nhận việc có liên quan đến công ty này. Sự tồn tại của Wagner tại Nga nhận được hậu thuẫn đặc biệt từ Điện Kremlin. Trên thực tế, luật pháp Nga cấm hoạt động cung cấp dịch vụ quân sự từ một công ty tư nhân, trong khi đó hiện không có khung pháp lý rõ ràng cho các hoạt động của Wagner, theo CSIS. Cũng theo báo cáo của CSIS, hoạt động của Wagner có sự liên kết chặt chẽ với quân đội và các cơ quan tình báo của Nga. Đứng sau điều hành Wagner là tỷ phú Yevgeny Prigozhin. Theo truyền thông phương Tây, ông là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bản thân ông Prigozhin cũng chỉ mới thừa nhận là người đứng đầu Wagner trong một tuyên bố vào tháng 9 năm 2022. Cùng với việc công khai vai trò người lãnh đạo Wagner, tỷ phú Prigozhin cũng bắt đầu đứng ra tuyển mộ hàng nghìn lính đánh thuê tham chiến ở Ukraine. Wagner đã và đang làm gì tại Ukraine? Sau khi được thành lập vào năm 2014, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của họ là tham gia vào vụ sáp nhập bán đảo Crimea.
Lực lượng này cũng đã giúp huấn luyện, tổ chức và trang bị vũ khí cho các lực lượng ly khai thân Nga, chiến đấu giành quyền kiểm soát vùng Donbass của Ukraine. Theo CSIS, các cố vấn quân sự của Wagner cũng tham gia chiến đấu và thu thập thông tin tình báo. Tập đoàn lính đánh thuê tư nhân này bắt đầu hoạt động trở lại ở Ukraine từ giữa mùa hè năm 2022 trong chiến dịch quân sự đặc biệt, sau khi quân đội Nga chịu nhiều tổn thất trên chiến trường và cần đến sự bổ sung nhân lực từ Wagner. Theo dự đoán, hiện có hơn 50.000 lính đánh thuê của tổ chức này đang được triển khai ở Ukraine. Ngay sau khi tham chiến, Wagner luôn đóng vai trò là lực lượng tấn công chủ lực của Nga trên nhiều mặt trận nóng ở miền đông Ukraine. Hai trận đánh tiêu biểu của Wagner cho đến hiện nay có thể kể đến như Solena và Bakhmut ở vùng Donetsk vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, thành tựu này đạt được với sự hỗ trợ của pháo binh từ các lực lượng chính quy Nga. Gần đây nhất, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner, tuyên bố họ đã chiếm toàn bộ Bakhmut, nơi được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với chiến dịch quân sự của Nga, vì từ khu vực này, quân đội của Putin có thể mở đường kiểm soát toàn bộ phần còn lại của vùng Donetsk. Sự hiện diện của các chiến binh Wagner là nguồn bổ sung kịp thời để lực lượng Nga tiếp tục cuộc tiến công không chỉ ở Bakhmut mà còn các mặt trận khác tại Donbass. Thậm chí, tập đoàn lính đánh thuê này được coi là hy vọng khả quan nhất của Nga ở thời điểm hiện tại, giúp Moscow có thể tin vào một chiến thắng ở chiến trường đông Ukraine. Hãng tin AFP dẫn lời tham mưu trưởng lục quân Pháp, đại tướng Piesin cho biết Wagner hiện là lực lượng đóng vai trò tích cực nhất trong chiến dịch của Nga ở Ukraine, đồng thời xem công ty quân sự tư nhân là đối thủ đáng gờm vì sẵn sàng trả giá để đạt được mục tiêu. Wagner đang gửi thông điệp rằng ở bất cứ nơi đâu, Wagner sẵn sàng trả giá để đạt được mục tiêu và sẽ là đối thủ đáng gờm, tướng Xin nói. Vị tướng này cho rằng những nhóm lính đánh thuê như Wagner sẽ có vai trò quan trọng trong tương lai. Tuy nhiên, ông cho rằng không phải nhóm nào cũng hiệu quả như Wagner, vốn nhận được sự hỗ trợ của nhà nước ở mức độ đáng kể nhờ mối quan hệ giữa ông Prigozhin với Tổng thống Putin. Bên cạnh đó, giới phân tích còn cho rằng ông Prigozhin và nhóm Wagner đóng vai trò quan trọng trong chính trị ở Điện Kremlin. Điều này có thể thấy qua việc ông Prigozhin luôn có mặt ở những mặt trận nóng nhất. Wagner đã phải chịu những trừng phạt nào? Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn Wagner vào năm 2017. Khi đó, Bộ Thương mại Mỹ liệt tập đoàn này vào danh sách thực thể để kiểm soát xuất khẩu nhằm đáp lại những cáo buộc rằng Wagner đang thúc đẩy bạo lực ở miền đông Ukraine. Vào tháng 12 năm 2022, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa hạn chế với Wagner, theo đó yêu cầu các nhà xuất khẩu phải xin giấy phép cho bất kỳ giao dịch nào với nhóm này, ngoại trừ một số trường hợp bao gồm thực phẩm hoặc thuốc. Vào năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ đã áp trừng phạt đối với ông Prigozhin vì tăng cường ảnh hưởng xấu của Nga tại Cộng hòa Trung Phi. Năm 2021, Bộ này tiếp tục áp trừng phạt bổ sung đối với ông Prigozhin vì cáo buộc can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ. Sau đó, lúc Nga đã mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục thông báo chùm Wagner phải đối mặt với những hạn chế mạnh hơn nữa đối với vai trò của mình trong việc hỗ trợ tài chính cho Moscow. Hồi tháng 1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Wagner sẽ được chỉ định là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đáng chú ý theo sắc lệnh hành pháp 13.581, và Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Wagner và mạng lưới hỗ trợ của nhóm trên nhiều châu lục. Trên đây là toàn bộ bài tổng hợp của kênh khí tài quân sự về các góc khuất của lực lượng lính đánh thuê được cho là lớn nhất thế giới hiện nay, Wagner Group. Quan điểm của bạn thế nào về tổ chức lính đánh thuê khét tiếng đang tham chiến tích cực tại Ukraine này? Hãy cho chúng mình biết bên dưới phần bình luận để mọi người cùng trao đổi. Và nếu các bạn muốn làm thêm về chủ đề nào thì cũng hãy mạnh dạn comment cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy nội dung hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.